bắt đầu rút đòn anh đứng nhiều thả vai trò vào cúng vậy đúng không? Cắt rất quả hảo bây giờ, cắt rất mấy phải quả hảo rồi. Hai cái cho vừa vào nhỉ. Bắt lên. Bắt to hơn để ở giữa à để. Ừ, để bếp. Hai ba cái. Hai. Ờ à, đấy hai cái to đấy được. Cái nữa kìa bạn. Thả luôn, thả xuống nào. Ôi. Cái to hơn tí nữa. Rồi. Rồi chưa? Vâng vâng. À, rút mạnh ra mà. Hả? Cái gì? Cái này là phải mang về làm lý một lúc sau mới có thể quay chặt phá cái lần này cho các bác xem. Hiện tại là mang vào làm lý các bạn nhé. Đấy thì vương. Bên nhà bà Na thì hiện tại là phải mang vào để làm lễ. Lễ xong thì mới chặt phá được. Đây, đó thầy làm lễ. Thank you.
các bạn nha, thì đang làm lễ, một lát nữa thì sẽ quay lại cho các bạn xem.